Cây này là lon xóm clip trước, bởi vì những cây dè này là nó chưa có hoa vẻ đâu. Hiện tại nó sung nó mới kéo một vài cái hoa thôi, chuẩn bị là nó có tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa, hoặc là 2 tháng nữa là những cây này là mới phun hoa, bởi vì có một số cây nó sẽ chậm hơn. Anh em ha, em coi cây dè thành phẩm cỡ này rồi mà không có hoa vẻ, anh em ha. Chứ đừng có nói chi một vài cây bí tí nha. Từ trường hợp số cây mình làm tay chi nó sung đó, nó kéo hoa kiểu rồi thôi. Những cây này thì nó ra muộn rồi. Mình có những cây VIP của mình mà bây giờ đến đến nay vẫn chưa ra hoa vẻ luôn. Anh em có thể không tin thì mình có thể mình xem clip trước cách đây không 1 năm. Những cây này đã có hoa vẻ hết rồi. Về cây này là cây tác phẩm Hải Châu hàng đổ anh em ha, hàng thác đổ mà làm tay chi cũng rất bài bản rồi. Chiều cao toàn đổ tính từ tâm xuống mặt chậu đã là gần 1m20 rồi nha quý anh em. Trước nó có 1m, 1m21, giờ lên 1m20 rồi, dài đổ dài xuống. Và hầu như là nó là cây thuần nhuyễn luôn rồi, chỉ có việc là chơi thôi chứ không còn cái dây nhôm gì thiết gì hết nha. Đây anh em vô xem. Thì nó đang kéo đột non để nó dự trữ cho cái mùa chuẩn bị bước vào khoảng 1 đến 2 tháng nữa. Và đây là những cái đọt hoa nó kéo sung kèm theo thôi, chứ mình không tính nha. Đó bên em không tính nha. Và đây là những cái lá mà anh em nhìn thấy nè, cái này không phải là bình nha, mà cái đây là cái lá nó dè của cái mùa trước, nó mình không có lặt thì bây giờ là nó sẽ dè về, mình phải lặt nó để nó đâm cái lọc non mới nha quý anh em. Đó, đâm lọc non mới ha. Đó, sẽ thay lá rồi, chứ còn nếu nó bình thì nó sẽ bình hết nguyên cây, không có vụ mình lập đập như vậy đâu. Rồi đây thì anh em mình là nhu cầu alo tác phẩm đổ này, những xương của nó này bao phơi cho quý anh em luôn đây. Không để nè, cái đọt lúa ở giữa là do nó bị kẹt ở ngoài thiên nhiên, người ta đục không ra nên mình để mình chơi cho đẹp, không không có cần lấy đây, bây giờ nó kẹt ở giữa với anh em. Cái này là cái cây gì vậy? Nó bị kẹt cái đọt lúa vô đây chứ không phải là cái cây của nó nha quý anh em. Đấy, để nè, giờ về nó dòng sen rất đẹp. Hải Châu cánh sen là hòn ngang quá hay, khi mà ở dưới đây anh em đâu có nhìn thấy sen đâu, bởi vì nó thiếu nắng. Anh em coi trên này nắng nó dè này, bắt đầu nó cù lại những cái bộ tàn xương nữa này, dòng sen lá siêu rí, dòng sen đẹp. Và cây đang ôm vô nè, ôm cái cục lũa thiên nhiên vô nè, kẹt trong này này, kẹt cứng ở giữa hai cái nách cây luôn. Và cây này để rễ nó như kiểu là sắp đến miền Tây luôn quý anh em, mình ôm để là hết nha. Quá trình ôm này mất khoảng hơn 3 năm, bây giờ đã thành rồi, thuần nhuyễn hết rồi và cảnh sen rất đẹp. Thì anh em yêu thích tác phẩm Hải Châu đổ alo cho mình về số điện thoại Zalo 093 241 1987. Cây đang xanh mướt ngủ đông, sau quá trình ngủ đông thì giờ nó phát triển ra rồi, và thân pháp của nó thì lắc lượng khỏi phải chơi nha. Đây thân pháp này cù đọt xuống dưới tới góc đây luôn nha, nuôi cái đọt xuống tới góc đây luôn. Một vài chùm hoa nè, báo hiệu một mùa hoa dày kín full luôn. Nó mà dè, dày tàn là full nha. Anh em coi đổ ha, thác đổ. Thác đổ thì cỡ này thì bao phê rồi. Nhìn từ trên xuống, anh nhìn từ dưới lên, nhìn từ trên xuống nè. Rồi, anh em yêu thích những cái tác phẩm Hải Châu đổ này, alo cho mình. Về số điện thoại Zalo 093 241 1987 quý nha. Rồi, yêu thích alo hàng cho mình ha, với số điện thoại Zalo 093 241 1987. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.